Hi guys, welcome back. Ở đây thì mình đang có chiếc Sony Xperia L1. Thì đây là một chiếc máy mà Sony sẽ hướng đến đối tượng người dùng thì ở phân khúc là tầm trung mà thôi, tầm khoảng 4,5 triệu đồng. Thì hôm nay mình sẽ mở hộp ra để cho các bạn xem với mức giá tầm khoảng 4,5 triệu đồng thì cái chiếc máy này mang lại những cái điểm gì nổi bật. Bây giờ mở máy ra thì mình để cái hộp vào đây. Đây chúng ta sẽ có chiếc Sony L1 của mình, và cái phiên bản mình có là màu đen, rất là nam tính. Chiếc máy của Sony lúc nào cũng cho mình một cảm giác rất là mạnh mẽ. Đây là sách hướng dẫn sử dụng. Ok, qua ngoài đi, con nhìn của mình. Đây chúng ta sẽ có tai nghe. Đây là tai nghe bình thường chứ không phải là dạng tai nghe cao cấp đâu. Oh, rất là bất ngờ khi mà cái chiếc máy L1 này của chúng ta sẽ được trang bị cộng cáp USB Type-C nha các bạn. Rất là xịn, hình như trong khúc này rất ít máy làm được điều này. Và chúng ta sẽ có sạc của máy. Với L1 thì cho mình một cái cảm giác cầm nắm rất là thoải mái và cũng như là dễ chịu. Mặc dù máy ở phần mặt lưng này không được trang bị bằng một cái tấm kính hay là một cái miếng kim loại gì cả, mà đây chỉ là bằng chất liệu là nhựa mà thôi. Nhưng mà dạng nhựa này là nhựa nhám và cũng như là có độ hoàn thiện rất cao, cho mình cảm giác cầm nắm dễ chịu và có độ bám tay rất là tốt. Máy thì vẫn sở hữu cho mình một cái thiết kế rất là giống với những cái mẫu Xperia X của Sony, vuông vức và cũng như là cứng cáp, mạnh mẽ, nam tính. Ở mặt trước này thì chúng ta sẽ có màn hình kích thước là 5.5 inch, độ phân giải chỉ dừng lại mức HD mà thôi. Và ở phía trên này thì chúng ta sẽ có camera trước có độ phân giải là 5 megapixel, loa thoại, cảm biến và cũng như là logo của Sony này. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có 3 phím chiều hướng, phím home, phím back và cũng như là phím đa nhiệm. 3 phím này thì nó được đặt nằm bên trong của màn hình. Thêm nữa thì có một cái điểm mình thấy chưa hài lòng trên cái chiếc máy này của chúng ta, đó chính là máy không được trang bị cái lớp kính cường lực cong 2.5D. Mà xu hướng hiện tại tầm mức giá này thì mình nghĩ là một số hãng đã trang bị. Thêm nữa thì cái phần kính của cái chiếc máy này thì nó khá là thấp, nên là khi mà mình vuốt lên như thế này, vuốt qua vuốt lại như thế này thì mình có cảm giác bị cứng tay ở bên hai cái phần cạnh viền như thế này đó. Ở mặt sau này thì chúng ta sẽ có vị trí của camera chính có độ phân giải là 13 megapixel này. Ở phía dưới là đèn flash, logo NC và cũng như là dòng chữ Xperia. Và thêm nữa thì cái chiếc máy này của chúng ta nó được bo cong về hai cạnh này như thế này, nên là khi mình cầm cái chiếc máy này thì nó nằm trọn trong cái lòng bàn tay của mình luôn, rất là dễ chịu và thoải mái. Bốn góc này thì mình cầm cũng không có cho cảm giác cứng tay gì nhiều lắm. Trên đỉnh của máy là vị trí của jack cắm tai nghe 3.5 và cũng như là mic này. Ở phía dưới này của máy thì chúng ta sẽ có cổng sạc USB Type-C. Và đây được xem như là một cái điểm cộng cho chiếc máy, tại vì có rất là ít những cái đối thủ cùng phân khúc mà nó được trang bị cổng USB Type-C này, để cho các bạn có thể dễ dàng cắm vào đầu nào thì nó cũng nhận được rất là nhanh chóng. Chúng ta sẽ có vị trí của loa ngoại đây, và cái mic. Phím nguồn và cũng như là phím tăng giảm lượng thì được đặt nằm bên cạnh phải này. Đó, cho độ đàn hồi cũng rất là tốt, chắc chắn và độ nảy cao. Bên cạnh trái này thì mình mở ra thì chúng ta sẽ có vị trí của thay SIM và cũng như là thay cắm thẻ nhớ. Máy này của chúng ta sẽ hỗ trợ thay cắm thẻ nhớ ngoài là đến 256GB, để anh em có thể tha hồ lưu trữ hình ảnh, âm thanh hay là xem video các thứ thì cũng rất là thoải mái. Nói về cấu hình thì chiếc L1 này của chúng ta sẽ sở hữu một chiếc đến từ MediaTek MT6737T, có 2GB RAM, bộ nhớ trong là 16GB. Và hiện tại thì máy đang được chạy trên cái nền tảng là Android 7.0 và đã được tùy biến lại theo cái giao diện là Xperia UI đặc trưng của Sony, nên là mình thấy cấu hình này thật sự là nó không quá cao nhưng mà cũng cho mình một cái cảm giác trải nghiệm rất là tốt. Nên là bạn nào mà mua về chúng ta sử dụng với những cái tác dụng cơ bản bình thường hàng ngày thì chiếc máy này của chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng được. Nhưng mà khi mà các bạn chơi game nặng thì chắc là chiếc máy này của chúng ta sẽ không gánh nổi đâu. Và pin là cái vấn đề muôn thuở trên tất cả các dòng máy của Sony, tại vì nó sở hữu nguyên pin không quá cao, chỉ với 2620mAh mà thôi cho một chiếc máy có màn hình 5.5 inch. Thì mình thấy nguyên pin này thì khá là khiêm tốn cho anh em sử dụng. Thì với mức giá tầm khoảng 4,5 triệu đồng thì chúng ta có thể cạnh tranh với những sản phẩm khác đến từ Samsung, như là cái chiếc G3 Pro mà hôm qua mình đã có từng trên tay này. Thì cái chiếc máy này của chúng ta thì sẽ có một cái thiết kế rất đẹp, nam tính. Đi kèm vào đó thì mình thấy đây là một trong số ít những cái chiếc máy không có tầm trung nhưng mà đã được trang bị cổng USB Type-C. Và bộ đôi camera trước và sau của máy thì cũng khá là ấn tượng, để anh em có thể chụp ảnh và lưu lại khoảnh khắc của mình. Còn về điểm trừ thì cái chiếc máy này của chúng ta thì cái màn hình không được trang bị kính cường lực cong 2.5D này, và cũng không được trang bị cảm biến vân tay để cho có thể bảo mật tốt hơn. Và pin của máy thì phải nói là khá thấp, chỉ với 2620mAh mà thôi. Và theo các bạn thì các bạn thấy cái chiếc Sony Xperia L1 này như thế nào? Các bạn muốn mình làm gì với chiếc máy này? Và trong tầm giá khoảng 4,5 triệu đồng thì các bạn sẽ chọn L1 hay là sẽ chọn một chiếc máy nào khác? Đừng quên để lại comment bên dưới video.
Mình là Jason, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.